Nguyễn Thị Phương, hiện tại em đang là thành viên của đội tuyển karate Việt Nam. Nếu mà nói thì là khi mà em bén duyên với karate thì khi đó em nghĩ là cái khoảng thời gian mà em cảm thấy vui nhất. Khi đó em cỡ 10 đến 11 tuổi thì khi mà ở quê thì được đi tập cùng với các bạn, chỉ mong đến giờ đi học về để mình được đi tập võ cùng với các bạn. Thì trong cái top đi tập võ của em thì có cỡ có khoảng 10 bạn nam, thì trong đấy có một mình em và một bạn nữa là nữ. Phương là ở nhà là cũng nghịch tính cách đàn ông, nghịch ngợm khỏe. Suốt ở nhà thì cháu đi học cũng thích thể thao, thì có cháu học trường thì có thầy giáo mở lớp câu lạc bộ dạy võ, về thì xin bố là cho con đi tập. Đầu tiên thì là nó rất là vui đã. Đi tập rất là vui thì làm cho mình hào hứng hơn rồi. Và cái thứ hai thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho em khỏe mạnh hơn và có cái khả năng phòng vệ. Tại vì bây giờ thì thực sự thì em cũng cảm thấy là có rất là nhiều những cái vấn nạn học đường. Lo lắng nhất là lúc bạn vẫn nhỏ, ra xa nhà, vì là không có bố mẹ gia đình ở bên cạnh. Thế lúc năm 13 tuổi là bạn đã đi xa nhà từ năm đấy, nên ăn ở tự túc tất ở trên này, là bố mẹ không lo, không yên tâm. Nhưng mà theo đam mê của con thì bố mẹ phải thuyết phục. Hầu như là từ quê ra, đưa con từ quê ra xong rồi tối ấy, đón về 30 cây dòng dạ trong khoảng thời gian là cũng từ khoảng mất gần một năm đầu. Xong mãi đến lúc cháu nó khoảng 15 tuổi thì bắt đầu bố mới di chuyển bằng xe bíp thì đưa vào bến xe, xong rồi các cái ngày mà ngày nghỉ thì bố lại vào bến xe đón về. Ngay từ đầu em tập em chưa cảm nhận được gì cả. Em chỉ thấy là lên tập, các thầy bảo tập gì thì mình tập thôi. Nhưng mà càng về sau em cảm thấy nó càng lôi em vào, em cảm thấy nó rất là cuốn và em cảm thấy rất là thích tập. Bén duyên với karate từ một niềm đam mê trong trẻo thời ấu thơ, những năm tháng được rèn luyện trong môi trường đầy kỷ luật và chuyên nghiệp đã rèn giũa nên một võ sĩ xuất sắc cho kata Việt Nam. Chỉ chưa đầy 3 năm sau khi đến với thể thao chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Phương liên tiếp ghi dấu ấn ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Đó cũng là cánh cửa đưa nữ võ sĩ sinh năm 2000 đến với cơ hội cúc áo đội tuyển quốc gia, nơi tài năng của Phương thực sự được chắp cánh để vút bay. Khi mà gặp Phương lần đầu tiên ý, thì đó là thời điểm mà tôi đã từ Nhật Bản trở về nước và được bổ nhiệm ngay vào vị trí huấn luyện viên của đội tuyển karate nữ Việt Nam. Thì lần đó thì Phương vẫn còn trẻ, thì trong danh sách thì Phương vẫn chưa phải là danh sách của đội tuyển lớn. Thế nhưng mà có ấn tượng mà khi dạy các bạn đội tuyển lớn ý, thì Phương lại là bạn nhỏ nhất. Thì Phương có một cái thân hình cũng khá là nhỏ, thế nhưng mà có một cái ấn tượng đặc biệt đấy là Phương có một cái kỹ thuật rất là nét. Phương có một cái tốc độ khá là tốt trong từng kỹ thuật, thì đó là cái điều cần thiết nhất và cái cơ bản nhất đối với khi biểu diễn một bài kata. Thế thì chỉ có thiếu một cái là nếu Phương muốn tiếp tục tiến bộ lên thì Phương bắt buộc phải tăng cường cái sức mạnh của bản thân, sức mạnh của cơ thể để làm sao phối hợp được với các kỹ thuật, vừa cả tốc độ cả sức mạnh thì Phương sẽ đi đến nước đỉnh cao rồi. Nếu mà so với lớp trẻ thì Phương là chỉ tiêu số 1. Thế nhưng mà so với các chị lớn thì hồi đó các chị lớn vẫn còn tập thì Phương vẫn còn là trẻ nhất. Thì cũng là một cái thời điểm khá là may mắn, bởi vì đó là sự chuyển giao giữa lớp lớn, phải có một lớp kế cận. Thì cái sự chuyển giao đấy là Phương đúng ở cái thời điểm đó, Phương đứng ở cái vị trí là lớp trẻ. Thì trong cái lớp trẻ đấy Phương là số 1. Thì các anh chị lớn là đang muốn dã từ cái sàn thi đấu của mình thì lúc đó là tôi đã đưa ra một quyết định rằng là thôi, cứ mạnh dạn cho Phương vào vị trí cá nhân, bởi vì là cũng là trẻ nhất nhưng cũng là đạt được điều tốt nhất, thế nên là một vận động viên tốt nhất, thế nên là để thay đổi cái vị trí này và đưa vào cái lứa tuổi trưởng thành ấy thì cũng khá là khó, bởi vì thi đấu ở lứa tuổi trưởng thành hoàn toàn khác. Cái kỹ thuật bạn đưa ra, bạn phải nhìn thấy rằng là nó có phải có cái độ chín, tức là thế nào là độ chín của kỹ thuật, tức là nhìn cái kỹ thuật để trông nó không non nớt, trông nó không yếu ớt, mà nó có sự trau dồi qua 5 tháng. Thì đấy là những nhà chuyên môn người ta sẽ nhìn, nhất là các trọng tài quốc tế người ta sẽ nhìn ra cái điều đó. Cũng rất nhiều mâu thuẫn chứ, cũng khá nhiều mâu thuẫn, bởi vì thực ra là
Phương cũng còn nhỏ, mẹ Phương thì cũng rất là trẻ, cũng chỉ hơn cô huấn luyện viên của mình 2 tuổi thôi. Thì cái khoảng cách về độ tuổi như thế nó gần như là tình mẹ con. Và cộng thêm là Phương lại lên đội tuyển từ rất là nhỏ, từ bé, lên đội tuyển của Hà Nội từ bé và sau đó lên đội tuyển quốc gia. Thì cái quá trình mà trưởng thành và hình thành nhân cách của Phương đúng vào cái thời điểm mà dưới sự huấn luyện và chỉ đạo của tôi. Thế nên là thành ra là ngoài cái việc tập luyện ra thì hướng dẫn cho bạn ý những cái cách để sống, để cách giao tiếp cũng như cách văn hóa nữa, gần như là thay một người mẹ trong gia đình để giảng dạy cho bạn, để dạy dỗ bạn, nuôi dưỡng bạn ý gần như là ngang với cả gia đình, phụ huynh, học sinh. Thì trong quá trình tập luyện ý, thì đương nhiên sẽ phải đòi hỏi cao hơn, bởi vì Phương ở cái vị trí nội dung cá nhân là rất cao về kỹ thuật, đòi hỏi rất cao về cái sinh hoạt, cái sinh hoạt ngoài sinh hoạt tập luyện ra còn sinh hoạt cuộc sống riêng nữa, sau giờ tập nữa, thì cái điều đấy là rất là cần thiết. Thứ nhất là phải ngủ sớm, thứ hai là phải ăn uống cũng phải điều độ, và để không có thể không kiểm soát về cân nặng, nhưng mà cũng phải không được để quá thừa cân, và cũng không để tăng được cái lượng chất béo trong cơ thể lên, thì nó sẽ làm giảm đi cái tốc độ như là cái sức mạnh của Phương ấy. Thì có những cái đợt tập huấn, có những cái giai đoạn chuẩn bị cho một cái giải lớn rất lớn như SEA Games và ASEAN thì và châu Á nữa, thì đấy là những cái điều kiện mà cô cũng bản thân cô là huấn luyện viên, cô cũng luôn phải đặt cho mình một cái mục tiêu là Phương phải đạt được những cái gì trong cái giải này, có huy chương hay không có huy chương, thì cái mục tiêu đấy để đạt được ra thì bản thân huấn luyện viên cũng có những cái áp lực, và chính những cái áp lực đấy đè lên hướng vận động viên của mình, thì làm cho mình sẽ luôn có những lúc mình rất là cáu. Em cũng là một người mà được gần gũi với cô nhiều nhất và được đi thi đấu với cô nhiều nhất, nghe cô chia sẻ nhiều nhất, nghe cô tâm sự nhiều nhất. Nhưng có thể là do cái tính cách bướng bỉnh của em, thành ra là nhiều lúc hai cô trò cũng có những lúc là bất đồng quan điểm. Cáu mà mắng chỉ một pha nhồng phát đầu thôi. Có những lúc là cũng giấu cô, là không nói hết, nói thật ra là để làm sao là có thể giảm được cái khối lượng bài tập lại, và thế này nọ thế kia, đấy cũng là cái chuyện trẻ con thôi. Thực sự thì em cảm thấy cô rất là một người rất là bao dung với bản thân em. Thì sau những cái lúc như thế thì cô cũng không nói gì cả, cô để cho em bình tĩnh lại. Sau đó thì cô bắt đầu mới giảng giải lại cho em những cái bước mà em sai ở đâu và em cần phải làm gì tiếp theo. Có những cái cô không nói trong quá trình tập luyện, nhưng đến bây giờ cô mới nói để cho em nhận thức được rằng là nếu mà cô nói trong quá trình tập luyện thì lại bảo là cô nói nhiều, đúng không? Cô nói sẽ rất nhiều, nhưng mà em sẽ phải ngẫm được rằng là cái kết quả của em đạt được là do cả cái quá trình em chuẩn bị. Trong những năm vừa rồi cô huấn luyện em thì cô đã thay đổi, gần như là cô đã thay đổi em rất là nhiều. Từ một người rất là bướng bỉnh, rất là ngang ngạnh đi, nhưng mà cho đến bây giờ thì sau những năm mà được đi với cô thì bản thân em bây giờ đã biết nhìn nhận hơn và biết bình tĩnh hơn để chấp nhận, em biết chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn. 4 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất ở đấu trường SEA Games là thành tích không phải vận động viên nào cũng có thể đạt tới ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Nhưng cột mốc chói sáng nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Phương phải là tấm huy chương vàng ở đấu trường ASEAN đầy khốc liệt, nơi mà cô và các đồng đội của mình đã hoàn thành trọn vẹn giấc mơ còn dang dở của người thầy lớn nhất trong sự nghiệp. Nếu mà nói về thần thái thì đúng là trong biểu diễn thì ánh mắt nó rất là quan trọng. Và cái mà em cảm thấy em học được và thành công nhất của em thì bây giờ em nghĩ là cái ánh mắt. Tại vì khi mà em tập karate, bắt đầu tập karate thì mắt em nó rất là lờ đờ. Nó gần như là nó như mắt một mí ấy. Cho đến bây giờ thì sau 12 năm soi gương lại thì thấy mắt mình cũng không phải là bé nữa, mà cũng khá là ổn. Thì thực sự mà nói thì về cái ánh mắt này thì em phải học ở cô huấn luyện viên của em, cô Nguyễn Hồng Ngân. Thực sự cái ánh mắt nó rất là sắc, và nhìn cái ánh mắt nó rất là cương quyết ấy. Nó rất là sắc, nhưng mà trong cái sắc đấy nó lại có cái sự ấm áp kiểu thế. Có thể đây là cái huy chương đầu tiên nhưng cũng có thể gọi là cái huy chương cuối cùng của cuộc đời huấn luyện viên của mình, bởi vì nó mang ở tính chất nội dung đồng đội thôi, nhưng nó đánh dấu rất nhiều cái ý nghĩa, đó là đồng đội, tức là cả đội tuyển
cả một kata Việt Nam, chứ không phải là chỉ có kata nữ hay là chỉ có đội kata không thôi. Nhưng kata nó là cái nền cơ bản của karate, và nó khẳng định rằng là cái nền cơ bản của karate Việt Nam đang rất phát triển và đang đứng vững ở đấu trường không chỉ Đông Nam Á, khu vực, mà còn cả đấu trường châu lục nữa. Và chúng tôi hy vọng rằng đội tuyển của chúng tôi sẽ có thể dẫn bước cao hơn nữa ở đấu trường thế giới sắp tới. Từ trước đến giờ em cũng là một người khá là yêu thích trẻ em nữa. Khi mà về thì là các con xúm xít lại hỏi: cô ơi, hôm nay cô có ăn bánh không? Hôm nay con làm bánh đấy. Rồi kể là hôm nay con mới đi nhập học hay như thế nào đấy. Một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi. Xong mấy cô trò bắt đầu chia sẻ với nhau những cái bài tập mà mình ra, và các con hoàn thành nó một cách tốt nhất. Và các con, em nhìn thấy sự cố gắng, cái sự miệt mài của các con, thì thực sự bản thân em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Con thấy cô ở trên mạng xã hội và có các bạn của con cũng học ở lớp này nên là con biết đấy. Cô giáo con hiền nhưng mà có thể hơi nóng nảy một chút ạ. Cô Phương rất nhàn tính và nói to, tại vì các bạn học dốt ạ. Con thấy cái động tác như này là hay nhất. Cô dạy rất là nghiêm khắc, nhưng giờ ra chơi thì cô rất là vui vẻ, nghĩ dãng trò chơi. Cho đến thời điểm hiện tại thì karate đã giúp em đặt chân đến 25 quốc gia. Sau mỗi chuyến đi đấy thì sẽ là một cái bài học và những cái trải nghiệm nó khác nhau. Và cái quan trọng hơn là karate đã giúp cho em từ một cô gái nóng tính, bướng bỉnh, trở thành một người mà giữ được bình tĩnh và biết nhìn nhận mọi thứ. Hiện tại thì đối với bản thân em thì em vẫn đang rất cố gắng và em rất muốn cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển karate Việt Nam. Và bên cạnh đó, về cái phát triển phong trào cho các bạn nhỏ, thì em muốn là mình sẽ cố gắng truyền tải được những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà mình đã học được và mình đã được trải tới các con. Và em muốn mở rộng ra nữa và sẽ cố gắng để tìm ra được những các bạn trẻ ở lớp kế cận về sau này. Thực sự bây giờ em vẫn đang còn trẻ thì em vẫn muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn và mình được cháy nhiều hơn. Tại vì bây giờ em còn rất nhiều cơ hội và em muốn nắm bắt những cái cơ hội đó để phát triển bản thân mình một cách tốt nhất.